Nước mía là một thức uống phổ biến ở miền Tây, rất được người dân ưa thích, nhất là vào những ngày nắng nóng. Nước mía được làm từ cây mía bằng phương pháp xay, ép cây mía để lấy nước. Có một khúc mía sạch để ép thì người bán phải róc lớp vỏ mía bám bẩn bên ngoài thì ly nước mía mới hợp vệ sinh và ngon mát. Với các hộ kinh doanh nước mía nhỏ thì người bán sẽ dùng một cây dao cạo để làm sạch vỏ mía. Quá trình này tốn khá nhiều thời gian và công sức. Ngày nay, với sự phát triển của ngành cơ khí, trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại máy cạo vỏ mía hoạt động bán tự động và hoàn toàn bằng điện. Chia sẻ với biệt thự thứ 11, chị Huyền cho biết, từ khi gia đình chị đầu tư máy cạo vỏ mía này đã giúp chị tiết kiệm được nhân công, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và một điều quan trọng là máy rất dễ sử dụng và hợp vệ sinh. Nó trở thành một trợ thủ đắc lực cho chị trong công việc mỗi ngày. Và dàn máy cạo vỏ mía tự động bằng điện này được chị Huyền mua tại thành phố Hồ Chí Minh với giá trị là 35 triệu đồng. Hiện tại, một ngày chị Huyền giao hơn 300kg mía cho các hộ kinh doanh nước mía nhỏ trên địa bàn trung tâm huyện. Rồi mía này là mình lấy ở đâu? Là ở huyện mình luôn đúng không? Trong công sự đúng không? Trong đó trồng mía này tốt quá ha. Bự ghê. Nhưng mà mùa nào cũng có chứ hay là tùy theo mùa? Tức là người ta giao mình qua năm luôn. Nhưng mà thường á là mía mùa nào là ngọt nhất? Tức là miếng non thì được lạc. Ngon chưa bà con? Nhìn rất là ngon. To ha. Mấy cây này là dài, là người ta mua người ta làm nem hả? Cái làm nem nướng mình đó hả? Là cái này là nhà hàng làm hả? Ừ, chị ta không phải cái chú kia ổng làm rồi ổng giao cho mấy bên nhà hàng đó. À. Chứ không phải bên nhà hàng đó làm. Rồi hiểu rồi. Thì làm nem rồi mình làm sao em? Ta vẽ ra vuông vuông nhỏ nhỏ như ngón tay. À, rồi xong họ lùi vô nem xong họ nướng đúng không? Dạ. Mà mình phải chọn cho họ những cây dài mà thẳng nhìn thấy ngon quá ha. Thì bây giờ anh chủ bán mía tôi phải quay anh chứ không lẽ giờ tôi quay tôi.